Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay đàn cún nhà mình được 53 ngày. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành vào vaccine mũi 2. Mũi 2 cho đàn cún tầm 7 ngày nữa thì mình có thể bắt đầu 7 ngày nữa bắt đầu xuất chuồng rồi nha mọi người. Nghịch lắm. Rồi giờ nghịch lắm. Không phải nào ấy đâu. Mình thì vẫn như thường lệ thôi, mình dùng vaccine của Mỹ đấy mọi người. Tiệm. Đấy, nghịch lắm. Con này nghịch lắm. Con này nghịch dã man luôn, con này nghịch nhất đàn đấy, khó tiêm. Nghịch cũng phải tiêm, không nghịch tiêm là còn... Giới thiệu mọi người, đây là đàn cún phả mê linh của mình. Mọi người hay gọi vui là phả mê linh vì là nó là chó không có giấy. Và bây giờ thực tế ra như theo mình được biết, làm một cái giấy VGA bây giờ cực kỳ khó khăn dã man. Tới đây mọi người sẽ không thấy giấy VGA nó xuất hiện nhiều nữa đâu, bởi vì là cái giấy VGA làm thủ tục khó làm. Như mình vừa theo dõi thì con nào kêu nhiều cho tiêm trước, con nào kêu mày kêu đây, mẹ cho mày tiêm trước đi mày đỡ kêu lắm mồm lắm. Tiêm thì nhanh thôi nhưng mà cái khâu chuẩn bị thì nó hơi lâu một tí. Một tờ giấy VGA bây giờ như thế này nhá, bây giờ mấy mọi người muốn làm giấy chẳng hạn, mọi người phải chụp ảnh xong mọi người đi in màu xong rồi gửi, xong rồi căn cước công dân của người chủ ấy, rồi cả chủ nuôi lẫn chủ nuôi lẫn chủ nhân giống đều phải căn cước công dân, xong rồi đi photo công chứng. Khó làm giấy lắm. Dần dần mọi người sẽ chuyển hết sang làm không giấy đấy. Nó vẫn còn một số người vẫn làm có giấy nhưng mà theo mình nghĩ là sẽ bị ít hơn. Thủ tục nó khó quá thì mọi người làm một tờ thì nó sẽ đơn giản, nhưng mà đối với những người nuôi sinh sản như bọn mình là cả một. Đoạn này thì mình cái mic của mình nó bị hết pin ấy, thì mọi người thông cảm cho mình nhé, mình lồng tiếng ngoài vào. Nhưng anh em nuôi sinh sản hiện tại đang rất là khó khăn trong cái khoản làm giấy. Khó khăn thì nó cũng chả phải là khó khăn đâu, bởi vì là ngay từ ban đầu ấy, nếu mà mọi người có sự chuẩn bị ấy, thì cái giấy nó làm nó sẽ đơn giản hơn là như hiện tại bây giờ là mọi người đang giấy VGA đang những cái giấy đợt trước làm ấy, mọi người đợt trước làm ấy gửi đi và hồ sơ đều bị trả về hết và không nhận, thì có nghĩa là bây giờ nhiều con chó nó đã kiểu nó về chủ mới hết rồi ấy. Bây giờ lại bắt người ta đi chụp ảnh này, xong rồi đi photo in màu này, xong rồi căn cước công dân đi công chứng này, xong gửi lại nhiều trại người ta lớn này, người ta kiểu như là bán khoảng 200-300 con chó ấy. Bây giờ người ta đi tìm từng lại một người như thế thì nó rất là mấy ông ấy đang rất chi là khổ, đang khóc rất là ghê. Còn như mình thì mình chẳng có, lại là mình đấy là cái ý kiến quan điểm của mình cảm thấy nó có nhiều cái bất cập, nhưng mà ấy, ngược lại cái bất cập nó có bất cập nhưng mà ngược lại ấy, nó lại cho thấy được cái giá trị của cái tờ giấy VGA
mà cái hiệp hội người ta đưa ra đồng ý là cuộc chơi thì là do đồng ý là cuộc chơi ấy, thì là do hiệp hội người ta đặt ra. Nhưng mà cái tờ giấy Vega hiện tại đến thời điểm bây giờ mình thấy nó mới thực sự là có giá trị. Chứ còn trước đấy thì mình cái nạn ghép giấy tràn lan thì mọi người ai cũng biết rồi đúng không? Bây giờ Vega nó làm chặt hơn thì đụng chạm đến nhiều người. Nói chung là cái vấn đề này nó khó nói lắm. Thôi tạm dừng cái vấn đề giấy tờ tờ Vega và trong video của mình nhé. Thì mình xin giới thiệu mọi người lại một lần nữa, đàn cún nhà mình là phả mê linh không giấy, màu đỏ lửa. Mọi người có nhu cầu liên hệ con giống, thích chơi màu mảng, chơi màu mảng, chơi huấn luyện kiểu dân sự, đứng nằm ngồi bảo vệ, gọi là không chuyên sâu, chỉ gọi là huấn luyện phủi đấy. Thì mọi người có thể liên hệ con giống với mình qua số điện thoại mình ghi ở góc màn hình nhé. Mình công khai giá luôn là giá cuốn nhà mình nó dao động từ 3 triệu rưỡi cho đến 5 triệu. Mọi người có thể cân nhắc và liên hệ với mình qua số điện thoại mình lưu ở góc màn hình ấy. Video của mình đến đây là mình đã tiêm xong rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Thì hẹn mọi người ở video tiếp theo. Mọi người xem thì nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình để mình tiếp tục ra những video tiếp theo hay hơn. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.